Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video nhận định thị trường của mình hàng ngày trên kênh AminVest và mình là Sơn. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2023. À, và trước khi vào phần nhận định thị trường của mình ngày hôm nay thì mọi người lưu ý đây là cái nhận định cá nhân của bản thân mình thôi, không phải là lời khuyên hay lời mời đầu tư. Đây là một thị trường khá là rủi ro cho nên mọi người chúng ta tích lũy kinh nghiệm trước khi tham gia để tránh mất tiền. Ok, thì chúng ta điểm qua một chút tin tức ngày hôm nay. Thì Uh, hôm nay trong phiên Á phiên Âu thì chúng ta lưu ý nhé, có một vài quốc gia sẽ đóng cửa sớm và đón Giáng sinh hôm nay ngày 22 uh, và phiên Âu thì chúng ta sẽ có một vài tin quan trọng của đồng uh, bảng đồng bảng GPP uh, tin liên quan đến tầm sản phẩm quốc nội GDP nhé uh, và phiên Mỹ thì chúng ta sẽ có tin liên quan đến PCE và giấy phép xây dựng, Đấy, một vài tin và doanh số bán nhà những tin quan trọng ở phiên Mỹ thì uh, sáng sáng ngày mai thì không có tin gì cả thì uh, mọi người lưu ý giúp mình đây là một vài uh, các thông tin những cái tin lưu ý này và chúng ta uh, tránh chúng ta tránh uh, giao dịch vào những cái lúc mà mở tin ra nhé và trước khi bắt đầu nội dung video cho ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới mà cần cập nhật thông tin về thị trường thì ở trong thời điểm hiện tại mình đang có 4 nhóm. Thứ nhất là nhóm Private 1 sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cá nhân của mình về vàng mỗi ngày để các bạn tham khảo. Thứ hai là Private 2 sẽ gửi cho mọi người những update cũng như là cập nhật những cái thông tin về những cặp tiền. Thứ ba là nhóm Em Invest Crypto. Ở đây thì mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cũng như là những cái phân tích của mình về những cái đồng coin cũng như là đường đi của nó. Ngoài ra thì mình cũng có một cái nhóm Scalping vàng đến từ một người bạn nước ngoài của mình thì tất cả bốn cái nhóm này đều là miễn phí. Và nếu các bạn muốn tham gia thì các bạn thể kéo xuống dưới phần mô tả bất cứ video nào. Các bạn bấm vào phần form đăng ký hỗ trợ trader mới miễn phí hoặc đơn giản hơn các bạn thể nhắn tin cho mình theo số zalo 0969 156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký ép các bạn vào nhóm tương ứng ngoài ra đối với khóa học online thì mình đã có bổ sung thêm kiến thức cũng như là nâng cấp thêm hệ thống công cụ chỉ báo riêng độc quyền của em invest dành cho những bạn học viên của mình nếu các bạn muốn tham gia vào khóa học phân tích vàng và những cặp tiền trong thời gian ngắn hạn thì các bạn thể nhắn tin theo số điện thoại là 086 31626 để các bạn thư ký liên hệ và hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn ở trong lớp học online này và chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung của chúng ta ngày hôm nay OK Uh, chúng ta đến với phần uh, phân tích kỹ thuật trong đồ thị thì cái điều đầu tiên mình muốn mọi người uh, quan sát đấy là gì ạ cái tam giác mô hình tam giác tăng đã uh, bị phá qua cạnh trên đây nhá phá qua cạnh trên và đang có xuống đi liên tiếp đấy, thì chúng ta lưu ý là đang có xuống đi liên tiếp này vậy thì chúng ta thấy được rằng là cái nhận định của mình những cái ngày vừa qua tập trung cho tam giác này cũng đã chính xác luận chính xác. Và cái việc mà nó phá lên trên này ấy, và nó đang phản ứng lại ở vùng khoảng 51 thì mọi người lưu ý cho mình đây là một trong những cái vùng mà đã bắt đầu đi vào điểm cao nha đã bắt đầu đi vào điểm cao. Và nếu như chúng ta mở sang không H1 thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái vùng cũ trong quá khứ là 2075 ở đây. Thì cái vùng này sẽ là cái vùng mà gần nhất giá vàng có thể tiến tới đây 2013 năm và cái vùng ở 2052 này mình đánh giá đây là một cái vùng mà giá đã sẽ phản ứng rất là tốt và có thể nó sẽ đi như này đây đi như này nhá và đây sẽ là một vùng tục tích lũy à, có thể là giá giá nó sẽ test lại ở vùng phía dưới này nhá một chút test lại vùng phía dưới này một chút này ở à, khoảng tầm 2040 Đấy, trong phiên á à, ngày hôm nay và tiếp tục phản ứng ở vùng 53 52 đến 53 lại 52 đến 53 chỉ có hai vùng này thôi ờ, à, và những vùng giá này thì mọi người lưu ý chúng ta sẽ canh bay lại ở vùng 40 41 42 và canh xeo lại ở vùng 53 Đấy, hai vùng ngày hôm nay chúng ta sẽ canh ở đây nhá và Ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi, cho nên mọi người lưu ý là chúng ta không nên để lệnh qua tuần, cũng như là mọi người nên lưu ý, chúng ta giao dịch có lợi nhuận vào phiên ái phần đầu, chúng ta nên thoát lệnh và cũng nên nghỉ ngơi sớm, không nên quá không nên nhảy vào giao dịch vào phiên hoặc là lúc mà có tin. Với DXY sao ạ? DXY ngày hôm qua thì phá 102. Nhưng mà mọi người nhìn này, nó lại tích lũy đáy ở đây. Thì có thể nó sẽ đi giống như ở vùng này có thể sẽ đi vào một này vàng trong phiên ái phía đông ngày hôm nay sẽ tích lũy ở đây thì đồng nghĩa việc mà vàng sẽ đâu đó quay đầu giảm đôi chút về tầm khoảng bốn mấy nhá vùng bốn mấy thì vùng này sẽ là vùng tích lũy của đây ghi ok chưa thì có thể là sẽ hồi phục lên đến, đến khoảng một cho đến hết phiên mỹ à, cho đến đến lúc mà ra tin phiên mỹ thì chúng ta sẽ theo dõi thêm tin tức để xem là nó có lên hay xuống tiếp không nhá đây như ngày hôm qua thì mình lúc mình dự đoán này, đây nó đi lên lên trên một đoạn sau đó thì đến phiên uh, bắt đầu vào phiên uh, Âu cuối Âu, đầu Mỹ thì bắt đầu nó sập. Đấy, sập rất là mạnh. Dầu thì đây. Dầu đây, đây đây. Đấy, đi xuống như uh, chạm phần 74 này mọi người nhá, chạm phân 74 giảm. Đấy, thì mọi người vẫn đi theo cái plan ngày hôm qua. Chúng ta vẫn tiếp tục giao dịch uh, tìm điểm giao dịch ở những cái vùng 74 75 này giao dịch xuống và uh, dầu sẽ đi phản ứng với những cái vùng ở khoảng 71 72. Đây nó sẽ đi kiểu như thế này. Đấy, ở trong vùng này trước nhá. Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ canh hai vùng 71 và 70 a 72 và 75. Web 30 ui rồi. Web 30 chính xác luôn, không sai tí nào. <laughs> đúng vậy ạ. Đấy, thì mọi người nhìn thấy không? Ngày hôm qua mình dự đoán US30 này, là đi đúng như này Thì có thể nó sẽ đi sideways quanh cái vùng này có thể nó phá qua đây xuống để điều chỉnh xuống một đoạn thì có thể test lại vùng 37x này 3700 này và những vùng giá ở đây sau là vùng giá tích lũy quanh vùng khoảng 374 mọi người lưu ý nhá đây 374 Nhưng hôm trước là đây chúng ta nhìn thấy hôm trước là nó đi lên đây lúc buổi sáng mình làm nhận định là ở đây thì nó đi lên được khoảng bao nhiêu 200 mươi 232 pip đấy thì ngày hôm nay nó sẽ phải đứng lại vùng khoảng tầm 37 374 và sẽ rơi có thể rơi lại về 3700 nhá. BC thì đang tích lũy tăng tiếp. Tích lũy tăng tiếp chứ không giảm về đây, tích lũy tăng tiếp. À, với BC view dài hạn của mình thì mình vẫn chưa thấy là nó sẽ view dài hạn đi đến vùng bao nhiêu cả. Mà mình vẫn nhận định là nó sẽ đi quanh vùng tầm khoảng 45 44 quanh vùng này và có thể điều chỉnh về 40 41. Quanh những cái vùng này thôi và tích lũy như này thì có thể là đây nó sẽ tích lũy như này và nó ở trong cái tam giác này và có thể nó sẽ đi xuống dưới này một đoạn người đây, đây, đây. phá tam giác này có thể đi xuống cạnh dưới thì chúng ta cứ giao dịch ở trong cái tam giác này trước đã nhá còn lại phía dưới nó phá theo cạnh nào chúng ta sẽ giao dịch theo cạnh đấy sau tạm thời giao dịch trong tam giác này trước đây trong tam giác tăng này trước nhá ở những vùng khoảng 43 phản ứng lại 44 Ok ạ, à, vừa rồi là một vài cái nhận định cá nhân của mình uh, cập nhật thị trường trong ngày hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2023. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video nhận định thị trường của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.